các bạn. Hiện tại thì ngay trước mặt tôi đây là một bệnh nhân hôm qua đã đến khám với chúng tôi do nguyên nhân là do anh đang bị đau ở vị trí răng số 17, vị trí răng số 127 hàm trên. Thì nguyên nhân của cái vấn đề đau đấy là do là cái vị trí giáp thức ăn giữa răng số 7 và răng số 8 thì nó gây ra hiện tượng là nó sâu lớn ở cái phía xa răng số 7. Sau đấy là từ cái vị trí sâu đấy nó đi vào tủy thì nó gây ra hiện tượng là đau tiểu.